với cái cú đá này chắc chắn nàng thích chơi đá gà. Còn gì khi mà con gắn cháu của bà Tư là giả mạo hả? Mặt mũi thì cũng bình thường, tướng tá thì ẻo lạ, không gây sự chú ý đâu. À, đúng rồi, để bàn nhà bà Tư, với lại nó gãy tay mình đau lắm chú. Sao Ngọc bây giờ vừa trắng lại vừa dễ thương mà còn cao ráo như vậy bà Tư? Nó uống sữa dòi mà nhầm sữa xịn cho nên nó có hơi cao. Đón xem chương trình Xuân Cười đặc biệt đêm giao thừa trên kênh HTV2.